Ơi, xin chào mọi người. Thì hôm nay có khách đem đàn tới lắp cho EQ M2. EQ M2 là cái EQ có đi rồi. Loa cộng hưởng với lại Bluetooth. Đây, cái con này. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn mọi người lắp EQ M2 tại nhà. À, cái này đơn giản cực kỳ lắm. Mình cần cái gì? Một cái mũi con tầng 12. Để cho nó vừa với cái này. Cái thứ hai là một cái máy kho. Rồi, có vậy thôi, không cần thôi. À, một nếu như ở nhà, nếu như mà không có cái máy máy mà thôi không cần đâu, có vậy thôi. Rồi, đầu tiên là mình làm cái gì? Rồi, đầu tiên thì mình định vị thử xem cái EQ này nó nằm ở đâu. Này. Đừng để này nè. Để này nó sẽ bị cắn này. Để vô một cái khúc vuông như thế này. Đây. Đoạn này đúng không? Bây giờ mình sẽ lấy tờ giấy mình, tờ giấy mà người ta cấp này. Dán vô chỗ đó để định vị cái lỗ khoan. Đây là sau khi mà mình dán xong. Bây giờ bắt đầu mình lấy cái con gắn cái mũi lúc nãy vô. Rồi, ở đây là kết quả nha. Đấy, đây là kết quả. Nếu như mình có dũa, dũa tròn, mình dũa lại ở bên dưới nữa cho nó sạch. Còn đó thì cũng không sao hết. Rồi xong, bây giờ thì cái nghe quy vô thôi. Sau khi mà mọi người con xong rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái bì, cái máy cái chốt này nè.
xíu tạm thời để cho nó dính nè. Rồi bây giờ để mà siết được cái này thì mình nên dùng cái miếng dẹp dẹp như thế này nè. Mình siết cái con ốc này nè, ốc này người nè. Rồi sau khi xếp xong rồi bây giờ mình gắn mấy cái núm này vào. Ở bên dưới cục pin nó sẽ có một cái miếng giấy như thế này. Bây giờ mình lấy cái tay mình rút nó ra nha. Nãy mình quên rút nó trước. Miếng này nè, miếng này là miếng để cho nó không có sử dụng pin đó. Bây giờ mình rút miếng này ra. Giờ mình bật thử này. Đây. Khi bật thì nó sẽ sáng xanh như thế này. Đây bật Bluetooth thì nó sẽ nháy như thế này. Rồi bây giờ mình lắp tiếp nha. Bây giờ mình sẽ gắn cái đuôi rác. Đây là cái lỗ sau khi khoan xong à. Bây giờ mình gắn cái chui vào. Bây giờ mình sẽ dùng một cái cây như thế này. Chui sau khi gấp xong nha. Bây giờ mình sẽ lắp cái loa cộng hưởng. Lắp rồi nhớ gắn cái này vô trong cái phần EQ. Loa cộng hưởng thì thường là mình lắp ở bên dưới, bên cái mặt lưng đó nha, phần chỗ này nè. Lột cái keo ra. Nhớ gắm vô trong này. Rồi bây giờ thì mình sẽ dùng một cái mũi 3 ly.
con cái lỗ thắt anh được ngay đây. Nhớ canh coi thử là nó lắp ở chỗ nào nha. Nó khoan ở chỗ nào. Nhớ gắn cái dây này vô em quên. Giờ mình sẽ thử thử coi cái lò nó đã có tín hiệu chưa nha. Mọi người nghe tiếng cập cái lò vừa mới kêu à? Giờ thử thử kết nối Bluetooth của cái lò này. À quên, chưa bật Bluetooth mà. Đấy, lo cái tiếng rồi kìa. Giờ kết nối vô mở nhạc thử nè. Đây mọi người nghe tiếng chưa? Giờ tôi mở nhạc thử nha, không biết cái dính bản quyền không. Mở TikTok lên. Nghe chưa? Rồi tôi tắt nhạc lắp tiếp. Cái lò này. Rồi. Bây giờ thì lắp dây vô lại rồi test lại. À quên, nhớ gắn mấy cái này để giữ cái dây nha, để tránh trường hợp khi mà lắc cái đàn thì nó sẽ kêu lọc cọc. Bây giờ mình gắn cái này vô. Okay.